Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành trong tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em vùng khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, để các em được sống, được hòa nhập và phát triển. Việc huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng có hiệu quả, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em được cải thiện đáng kể. Công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em được chú trọng. Đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi giải trí, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được đảm bảo. Đặc biệt, tháng 6, tháng hành động vì trẻ em, nó đã trở thành hoạt động truyền thống được tổ chức rộng khắp, góp phần nâng cao trách nhiệm và huy động toàn xã hội thực hiện các hoạt động giúp đỡ, chăm lo cho trẻ em. Với chủ đề Lắng nghe trẻ em nói, lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2015 được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tại Trung tâm Học tập Sinh hoạt Thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh. Với sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Lưu Quang, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh, bà Diệp Thị Hiệp cùng đại diện một số lãnh đạo sở ngành tỉnh, các mạnh thường quân, các thầy cô giáo, quý vị phụ huynh học sinh và 450 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến từ chính quyền thành phố. Phát biểu tại lễ phát động, bà Diệp Thị Hiệp, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh cho biết, với chủ đề Lắng nghe trẻ em nói, tháng hành động vì trẻ em năm 2015 có nhiều đổi mới, thể hiện rõ sự thay đổi tư tưởng, nhận thức của người lớn trong việc tôn trọng ý kiến, ước muốn của trẻ đối với những vấn đề liên quan đến các em. Từ đó, có những giải pháp phù hợp đảm bảo cho trẻ có cuộc sống an toàn, lành mạnh, ngăn chặn tình trạng trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt hoặc dễ bị tổn thương. Hoạt động nổi bật và gắn liền với chủ đề trong tháng hành động năm 2015 là tổ chức diễn đàn trẻ em ở các cấp. Đây là sẽ là cơ hội để trẻ em có thể trình bày nguyện vọng, ước muốn của mình đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Để tháng hành động vì trẻ em triển khai hoạt động đúng chủ đề đã đưa ra, Sở Lao động Thương binh và Xã hội rất mong các cấp lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động trong kế hoạch như tuyên truyền, cung cấp phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các lớp kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng thực hiện quyền tham gia, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, tổ chức tặng quà, trao học bổng cho trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật, tim bẩm sinh và các bệnh hiểm nghèo và các hoạt động thiết thực khác. Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2015, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Lưu Quang kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể và các tổ chức kinh tế hãy đóng góp sức mình bằng những hành động thiết thực để chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số. Dành một phần thu nhập vào quỹ phúc lợi để đóng góp, ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em các cấp nhằm thực hiện các chương trình đỡ đầu, cấp học bổng cho trẻ em nghèo, phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật, trẻ em bị tim bẩm sinh. Ngày sau lễ phát động, 450 phần quà đã được các cô chú lãnh đạo tỉnh trao tặng cho 450 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trẻ em là người dân tộc thiểu số đến từ chính huyện thành phố. Các phần quà trao tặng cho các em thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền, các mạnh thường quân. Qua đó, góp phần động viên các em cố gắng vượt khó vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Con rất vui vì đã được tới đây để tham dự buổi lễ quốc tế thiếu nhi. Con hoàn cảnh gia đình của con là cha mẹ con đã mất, được nhà trường và xã đã chu cấp cho con và con được lãnh quà. Hôm nay con rất là vui, con cảm ơn cô chú đã phát cho con những phần quà mà con đã hằng mong ước. Con hứa với cô chú là con sẽ học thật giỏi để không phụ lòng các cô các chú đã chăm lo cho con. Con tên là Huỳnh Như Ý, học lớp 3B, trường tiểu học Nguyễn Văn Chấu. Hôm nay con đến dự lễ quốc tế thiếu nhi. Con thấy rất là vui và con được tặng quà. Con hứa con sẽ học thật giỏi để cho ba mẹ và các cô chú vui. Hưởng ứng lễ phát động tháng hành động vì trẻ em, Ủy ban Nhân dân và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện thành phố cũng đồng loạt tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2015.
Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, tháng hành động vì trẻ em năm 2015 tập trung cho các hoạt động họp mặt, thăm hỏi và tặng quà trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là dịp để các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh thể hiện sự quan tâm, động viên, khích lệ tinh thần đối với các em. Trước khi mà bước vào cái tháng hành động trẻ em thì trên cơ sở kế hoạch của tỉnh thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã ban hành cái kế hoạch để chuẩn bị thực hiện cho tháng hành động vì trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Thì hôm nay là cái lễ phát động tháng hành động vì trẻ em của Ủy ban Nhân dân thành phố. Thì trong đó là phát 140 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Và đến ngày 1 tháng 6 cũng sẽ trao tặng cho 32 em ở hai lớp học là lớp học tình thương và lớp học nhân ái trên địa bàn thành phố. Thì 32 em này chủ yếu là cũng là những cái trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mà trong đó đặc biệt là những trẻ em khuyết tật thì là chiếm rất là đa số, khoảng là trên 50%. Bên cạnh đó thì trong suốt tháng hành động trẻ em thì ngay chỗ Ủy ban Nhân dân thành phố, đặc biệt là ngay chỗ phòng lao động cũng phối hợp với lại đài truyền thanh thành phố tổ chức các cái đợt tuyên truyền về luật chăm sóc bảo vệ trẻ em, trong đó đặt tuyên truyền đặc biệt là cái quyền của trẻ em. Đồng thời thì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã tổ chức các cái buổi tọa đàm và các cái diễn đàn cho trẻ em. Thì trong đó chủ yếu mình cũng tuyên truyền về luật bảo vệ chăm sóc trẻ em và các cái quyền trẻ em. Bên cạnh đó thì cũng tuyên truyền luôn các cái văn bản liên quan đến trẻ em, ví dụ như là về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Rồi trong đó thì ở phường 4 có một cái mô hình gọi là mô hình về ngôi nhà an toàn cho trẻ em. Thì trong đó thành phố rất là quan tâm đến công tác này, cho nên trong tháng hành động vì trẻ em thì đặc biệt quan tâm hơn. Bên cạnh các hoạt động họp mặt tặng quà, các hoạt động vui chơi giải trí chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 cũng được các đơn vị tích cực triển khai thực hiện. Tại Trung tâm Học tập Sinh hoạt Thanh Thiếu nhi tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Ngày hội Thiếu nhi và khai mạc hoạt động hè năm 2015 với hơn 400 em thiếu nhi tham gia. Đến với Ngày hội Thiếu nhi, các em được chơi các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, chọi lon, đi cà kheo, đá bóng vào lưới, đi cầu lắc, v.v. Sau màn tham gia chơi các trò chơi dân gian, các em được hòa mình vào không khí vui tươi sôi động của chương trình văn nghệ đặc sắc với các tiết mục hát, đơn ca, song ca, múa gáo dừa, biểu diễn võ thuật. Các bài hát ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi quê hương Tây Ninh, hát về thiếu nhi được các ca sĩ nhí trình bày thật sôi động, ấn tượng. Ngày hội thiếu nhi thực sự là một sân chơi bổ ích lành mạnh dành cho các em thiếu nhi sau một năm miệt mài học tập. Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Sự chung tay của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong việc tạo dựng một môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh để cho mọi trẻ em được vui chơi, học tập, cùng với sự quan tâm hỗ trợ kịp thời đối với các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ là nguồn động viên cổ vũ lớn lao đối với các em, giúp các em vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống, phấn đấu vươn lên trong học tập và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Quý vị và các bạn xem lại thân mến, chuyên mục Vì tuổi thơ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.